Xin chào các bạn. Sườn tây không chỉ là nguyên liệu trong các món ăn mà còn là vị thuốc từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe. Theo đông y, sườn tây có vị ngọt đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan, cải thiện thần kinh, trừ phong thấp, cầm máu. Toàn thân cây đều có thể sử dụng để làm thuốc điều trị tăng huyết áp, kèm các chứng chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, sơ cứng mạch máu, thần kinh suy nhược, kinh nguyệt không đều. Theo y học hiện đại, sườn tây là một thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, ít calo, chứa nhiều chất xơ, vitamin K, vitamin A, C, canxi, sắt. Sườn tây cũng có đặc tính chống oxy hóa, có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính. Đầu tiên, xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an. Sau đây là những công dụng của sườn tây, nước ép sườn tây và vị thuốc điều trị huyết áp tự nhiên cần cho sức khỏe. Thứ nhất, giảm cholesterol, tốt cho tim mạch. Rau sườn tây có giá trị cao trong cải thiện và duy trì sức khỏe tim mạch vì có khả năng làm giảm cholesterol. Mặt khác, đây còn là thực phẩm có chứa một hợp chất độc nhất, có vai trò giảm mỡ máu trong cơ thể. Thứ hai, giảm huyết áp. Huyết áp cao là nỗi lo của nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi. Để bình ổn huyết áp, người huyết áp cao thường được bác sĩ khuyến cáo nên uống nước ép sườn tây. Hoạt chất có trong loại rau này làm giảm mức độ kích thích và căng thẳng trong mạch máu, giúp mở rộng mạch để máu lưu thông dễ dàng, từ đó giúp giảm huyết áp, bình ổn huyết áp. Ngoài ra, chiết xuất từ hạt sườn tây cũng chứa thành phần có thể chống lại bệnh cao huyết áp, giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch hay đau tim, đột quỵ. Thứ ba, ngăn ngừa viêm nhiễm. Sườn tây chứa nhiều chất chống oxy hóa khác nhau, có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chống virus. Loại rau này cũng chứa hoạt chất gọi là luteolin, có thể ngăn ngừa tình trạng viêm trong tế bào não. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất sườn tây có thể có tác dụng giống như một loại thuốc chống viêm. Thứ tư, ngăn ngừa ung thư. Sườn tây chứa hợp chất chống viêm và chất chống oxy hóa, có thể loại bỏ các gốc tự do, giúp giảm viêm và ngăn ngừa ung thư. Theo một số nghiên cứu cho thấy, dịch chiết sườn tây đã được thử nghiệm và có hiệu quả trên một số dòng tế bào ung thư bạch cầu. Bên cạnh đó, thành phần rau sườn tây chứa luteolin, có tính chất chống ung thư, giúp ngăn chặn sự lan rộng của tế bào ung thư. Thứ năm, hỗ trợ giảm cân. Tuy chứa rất ít calo, nhưng sườn tây lại rất giàu chất xơ, làm tăng cảm giác no, khiến bạn giảm cảm giác thèm ăn và ăn ít hơn. Đặc biệt, uống nước ép sườn tây hay kết hợp với tập thể dục thường xuyên cùng với ăn hoặc uống nước ép sườn tây sẽ mang lại hiệu quả giảm cân rõ rệt và đảm bảo an toàn. Thứ sáu, làm đẹp da. 95% trọng lượng của sườn tây là nước. Do đó, uống loại nước ép này thường xuyên không những có thể giúp bạn đáp ứng nhu cầu nước hàng ngày mà còn giữ cho tế bào da đủ ẩm. Khi được áp ẩm thường xuyên, làm cho da mềm mại và căng mịn hơn. Ngoài ra, nước ép sườn tây có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết, chữa lành các tổn thương da, giúp sản xuất collagen nuôi dưỡng da, làm cho da mịn màng, tươi trẻ và ngăn ngừa nếp nhăn. Thứ bảy, ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa. Sườn tây có khả năng chữa nhiều loại rối loạn tiêu hóa và là một bài thuốc nhuận tràng rất tốt vì nó chứa nhiều chất xơ. Chất xơ có thể ngăn ngừa táo bón bằng cách làm dao động ruột trơn tru hơn. Thứ tám, giúp lợi tiểu, ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Hai khoáng chất thiết yếu như natri và kali trong nước ép sườn tây có vai trò điều tiết chất lỏng trong cơ thể. Do đó, uống nước ép sườn tây sẽ giúp lợi tiểu và ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Hơn nữa, loại nước ép này còn hỗ trợ việc bài tiết nước tiểu và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Thứ 9, kiểm soát lượng đường trong máu. Với chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ cao, sườn tây rất hữu ích cho những người cần kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu cho thấy, sườn tây có thể có hiệu quả trong việc giảm mức đường huyết. Thứ 10, kích thích tăng trưởng tóc. Chất chống oxy hóa có trong sườn tây còn giúp bảo vệ các mạch máu ở da đầu khỏi bị tổn thương bởi gốc tự do, giúp ngăn ngừa rụng tóc và kích thích tăng trưởng tóc. Các vitamin trong nước ép sườn tây, đặc biệt là vitamin K, cũng giúp các nang tóc khỏe mạnh, duy trì những sợi tóc chắc khỏe, bóng sáng. Cách hạ huyết áp bằng sườn tây. Cách 1. Nguyên liệu: 250g sườn tây, 100ml nước lọc. Cách làm: sườn tây sau khi mua về, bạn cắt bỏ gốc, rửa sạch,
và ngâm với nước muối pha loãng khoảng 10 phút. Sau đó xả lại với nước và xắt ra thành từng khúc nhỏ. Tiếp theo, bạn có thể dùng máy ép hoặc massage sinh tố cho cần tây đã cắt nhỏ vào máy. Thêm 100ml nước lọc vào và xay nhuyễn. Sau đó dùng lọc, lọc lấy nước và bỏ bã. Chúng ta rót ra ly và chia ra làm 3 lần uống trong ngày. Nên hâm nóng trước khi uống. Cách 2, chúng ta cần 50-60g cần tây, cả cây và lá, rửa sạch, cắt khúc và vò nát phần lá. Sau đó cho vào nồi và 3 chén nước lọc, khoảng 500ml nước. Bắt lên bếp, sắc với lửa vừa, đến khi cạn còn một chén. Bạn chia làm 3 lần uống, sử dụng đều đặn hàng ngày trong một thời gian, giúp huyết áp ổn định. Tác hại khi uống quá nhiều nước cần tây. Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, mặc dù cần tây có nhiều giá trị dinh dưỡng và có công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu lạm dụng sẽ gây ra những tác hại sau. Thứ nhất, nguy cơ bị bướu cổ. Do lượng chất goitrogen có trong cần tây có thể can thiệp vào quá trình hoạt động của iốt trong tuyến giáp, làm tăng nguy cơ thiếu hụt iốt gây bướu cổ. Thứ hai, tăng độ mẫn cảm của da dưới ánh sáng mặt trời. Cần tây chứa soralen có thể khiến da nhạy cảm hơn, dễ kích ứng với ánh sáng mặt trời. Thứ ba, không tốt cho phụ nữ mang thai. Ăn nhiều cần tây sẽ làm tử cung bị kích thích, co bóp, gây ảnh hưởng cho mẹ bầu và thai nhi. Thứ tư, người bị huyết áp thấp, người bị bệnh thận, rối loạn chảy máu, người sắp phẫu thuật cũng không nên dùng. Nên ngừng ăn rau cần tây ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật. Nếu bạn đang dùng các loại thuốc khác, nên tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi sử dụng nhé. Các bạn thân mến, trong quá trình bổ sung những loại thực phẩm bổ dưỡng này, bạn nên kết hợp với thói quen khám sức khỏe định kỳ, sẽ giúp đánh giá toàn diện thể trạng, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường có thể xảy ra, từ đó có phương pháp điều trị kịp thời các bạn nhé. Trên đây là tổng hợp những kinh nghiệm trong dân gian và cuộc sống mà Sức Khỏe Xanh CV muốn gửi đến bạn, hy vọng sẽ mang đến những hữu ích cho bạn, giúp bạn có thêm sự lựa chọn phù hợp để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình một cách tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những video lần sau.